Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh trường chuyên Đại học Vinh tự tử. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị số năm tù, thấp hơn mức truy tố. Yêu cầu phải dán cảnh báo bạo lực, tình dục, khỏa thân đối với phim Việt Nam từ ngày 20 tháng 5. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Chúng tôi đã tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua trên thế giới và tại nước ta. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu báo cáo vụ nữ sinh trường chuyên Đại học Vinh tự tử. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo yêu cầu các đơn vị báo cáo về vụ việc nữ sinh Nghệ An tự tử nghi do bạo lực học đường. Ngày 18 tháng 4, ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, Bộ đã có những chỉ đạo bước đầu liên quan đến vụ nữ sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An, tự tử nghi do bạo lực học đường. Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ tới Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, Trường Đại học Vinh và Trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh để yêu cầu sớm điều tra, làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, Vụ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp ổn định tinh thần, tránh những diễn biến ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của học sinh. Liên quan đến sự việc, trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên báo Dân Chí, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, qua sự việc cho thấy cần phải xem xét lại hai vấn đề. Thứ nhất, vấn đề tham vấn học đường hiện nay chưa tốt. Khi sự việc xảy ra, cần xem xét lại công tác tham vấn học đường đã được các đơn vị thực hiện tốt theo quy định được nêu ra trong thông tư 31 năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông hay chưa. Thứ hai, chúng ta cần phải xem lại việc chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường hiện nay như thế nào, ông Hoa Nam nói. Về điều này, nhiều lần Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng trên báo giới. Theo chuyên gia này, lâu nay việc tham vấn học đường hay chăm sóc sức khỏe tâm thần ở trường học đang rất lỏng lẻo, không có nhân lực, chủ yếu cán bộ kiêm nhiệm và chưa có đầu tư đúng mức. Qua sự việc đau lòng trên đây, Tiến sĩ Trần Thành Nam rất mong muốn nâng cao giáo dục trong các nhà trường, đặc biệt tổ tư vấn tâm lý học đường về xử lý tình huống sau bạo lực tại trường học và phục hồi tâm lý cho người bị bạo lực. Đặc biệt, sau nhiều năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chúng ta đang xao lãng hệ thống an toàn trong nhà trường, phòng tư vấn tâm lý thì tê liệt, camera góc khuất không vận hành, khiến nhiều học sinh không biết giải tỏa cùng ai. Như chúng tôi đã đưa tin, em NTIN, sinh năm 2007, học sinh lớp 10A15, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, thuộc trường Đại học Vinh, được cho là đã tự tử vào tối ngày 15 tháng 4 tại nhà riêng. Ngày xảy ra sự việc, mẹ nữ sinh vắng nhà, còn bố đi công tác xa. Khi không thấy em N, nhiều người đi tìm thì tá hỏa, phát hiện em tự tử trong chính nhà của mình. Trên mạng xã hội lan truyền thông tin, nữ sinh tên N tự tử do bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Sự việc xuất phát từ một tài khoản tự nhận là người thân của N chia sẻ. Gia đình mất con, chúng tôi mất cháu, thương tiếc bao công lao dưỡng dục chăm bẵm, thương tiếc bao nhiêu đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường. Tự bản thân gia đình nhận lỗi khi không nắm bắt được con cháu mình đang rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng đến thế. Người đăng tải bài viết cho biết, nữ sinh N học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ con sợ đi học, sợ đến trường. Khi người mẹ tìm hiểu mới biết con là nạn nhân của bạo lực học đường. Chuyển sang tin tức tiếp theo, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị số năm tù thấp hơn mức truy tố. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn khung truy tố. Sau một ngày xét hỏi, sáng ngày 18 tháng 4, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội đề nghị mức án đối với bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và 11 người khác trong vụ án nâng khống giá vật tư y tế. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4 cho đến 5 năm tù đối với ông Tuấn về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là mức án thấp hơn so với khung hình phạt ông Tuấn bị truy tố từ 10 cho đến 20 năm tù. Khác với hình ảnh đi dép tổ ong trong phiên tòa ngày hôm qua, bác sĩ Tuấn hôm nay ra tòa mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, chân đi giày da, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hai bàn tay đan vào nhau để trước bụng. Ông Tuấn luôn cúi đầu trong suốt gần một tiếng nghe Viện Kiểm sát luận tội. Các thuộc cấp của ông Tuấn tại Bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị mức án đối với Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc, từ 30 cho đến 36 tháng tù. Nguyễn Thị Dung Hạnh là cựu kế toán trưởng, từ 24 cho đến 30 năm tù.
Đoàn Trọng Bình, cựu phó phòng vật tư, từ 30 cho đến 36 tháng tù. Nguyễn Tuấn Linh, cựu phó phòng vật tư, 36 đến 42 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất là 24 tháng tù treo, cao nhất là 4 năm tù. Đại diện cơ quan công tố tại tòa đánh giá, vụ án thổi giá thiết bị vật tư y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội là một điển hình trong móc ngoặc lợi ích nhóm. Ông Nguyễn Quang Tuấn đã làm trái quy định, vi phạm đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga, công ty Kim Hòa Phát ký gửi vật tư y tế để bệnh viện sử dụng trước. Sau đó hợp thức, hoàn thiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu rút gọn và ký quyết định để hai công ty trúng gói thầu đấu thầu rộng rãi năm 2016 cùng 4 gói chỉ định thầu năm 2017. Giá vật tư, hóa chất đưa vào bệnh viện được thanh toán theo đơn giá thỏa thuận trước đó giữa ông Tuấn và doanh nghiệp bản luận tội quy kết. Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của hai công ty này, ông Tuấn và cấp dưới đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã thông đồng với bị cáo tại công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát để thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủ loại, số lượng stent và các vật tư khác mà doanh nghiệp sẽ bán cho Bệnh viện Tim Hà Nội. Đến năm 2017, ông Tuấn và cấp dưới tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi. Tổng thiệt hại của vụ án theo cáo buộc là gần 54 tỷ đồng. Từ các dẫn chứng trên, Viện Kiểm sát cho rằng tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra và quá trình xét hỏi tại tòa cho thấy việc truy tố xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn là hoàn toàn đúng. Từ những lập luận trên, Viện Kiểm sát cho rằng cần hình phạt nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Quang Tuấn. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vụ án, ông Tuấn được đánh giá là thành khẩn, nộp số tiền hưởng lợi, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt tại phiên tòa thể hiện sự ăn năn. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án thấp hơn khung truy tố đối với ông Tuấn để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm bản thân. Những người còn lại bị đánh giá vì động cơ khác nhau đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng, cùng gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 54 tỷ đồng. Trước đó, trong phần thẩm vấn, ông Tuấn thể hiện sự ăn năn khi thừa nhận những sai phạm như cáo trạng truy tố. Ông Tuấn trả lời các câu hỏi của tòa với giọng nhỏ nhẹ, luôn cúi đầu mỗi lần nói bị cáo xin nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn không ít lần ông khẳng định không vụ lợi, không được thỏa thuận ăn chia gì từ việc vật tư bị trình giá. Ông thừa nhận chỉ định thầu là sai nhưng không còn cách nào khác vì trong tình thế cấp bách, bệnh viện có nguy cơ đóng cửa do thiếu vật tư. Ông thừa nhận việc mượn vật tư của doanh nghiệp để dùng trước là sai quy định và khẳng định tòa hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tin tức cuối cùng, yêu cầu phải dán cảnh báo bạo lực, tình dục, khỏa thân đối với phim Việt Nam từ ngày 20 tháng 5. Từ ngày 20 tháng 5, phim Việt Nam phải hiển thị cảnh báo nếu có yếu tố bạo lực, tình dục, khỏa thân. Đây là nội dung trong thông tư số 05 năm 2023 quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim cảnh báo vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký ban hành. Quy định áp dụng cho các hình thức phổ biến phim tại Việt Nam và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc đánh giá phân loại phim dựa trên nguyên tắc nhằm bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác dễ bị tổn thương đối với các nội dung không phù hợp hoặc có thể có tác động tiêu cực. Theo đó, các mức phân loại phim bao gồm 6 loại. Đó là P, phim phổ biến đến mọi độ tuổi. K, dưới 13 tuổi xem cùng cha mẹ, người giám hộ. T13, đủ 13 tuổi trở lên. T16, đủ 16 tuổi trở lên. T18, đủ 18 tuổi trở lên. Và C, phim không được phép phổ biến. Có 7 tiêu chí phân loại phim ảnh, bao gồm chủ đề, nội dung, bạo lực, khỏa thân, tình dục, ma túy, chất kích thích, kinh dị, ngôn ngữ thô tục, hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước. Bên cạnh mức phân loại phim, quy định về cảnh báo phim cũng là một điểm mới của thông tư. Theo đó, phim ảnh phải được hiển thị cảnh báo trước và trong quá trình phổ biến phim, việc hiển thị cảnh báo phải được thực hiện bằng các phương thức như lời nói hoặc chữ viết. Nội dung cảnh báo là các tiêu chí phân loại phim gồm chủ đề, nội dung, bạo lực, khỏa thân, tình dục, ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện, kinh dị, ngôn ngữ thô tục, hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước. Đối với phim ảnh chiếu rạp, cảnh báo phải hiển thị bằng chữ viết hoặc lời nói trước khi bắt đầu chiếu phim. Vị trí hiển thị cảnh báo may sát biểu tượng mức phân loại phim. Đối với phim ảnh truyền hình hoặc chiếu mạng, nội dung cảnh báo phải hiển thị bằng chữ viết hoặc lời nói chậm nhất là 3 giây sau khi phim bắt đầu phát. Hiển thị vị trí cảnh báo may sát phía dưới biểu tượng phân loại phim và phải hiển thị tối đa 3 lần trong quá trình chiếu phim từ 20 phút trở lên. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phổ biến phim có trách nhiệm thực hiện thông tư.
Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!